rất là vất vả. Được không? Hai con. Một con màu đỏ. Được rồi các bạn ơi. Chạy chạy chạy. Chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng với anh Chiến đi bắt cua. Cua đá. Ở trên vùng Sam này là mùa này là cua đá rất là nhiều. Một lát nữa chúng ta sẽ gặp cảnh bắt cua đá. À, để bắt được cua cho nó khỏe thì anh Chiến anh dùng cóm gậu trộn với nước, sau đó là sẽ cho mắm nêm vào. Đấy, mắm nêm các bạn thấy đấy, mắm nêm mục đích là để tạo cái mùi cho con cua nó nghe và nó chui ra. Cái này là kinh nghiệm bà con mình bắt từ lâu rồi chứ hả? Ồ, bắt từ lâu rồi. Nếu mà không có cái này mình có bắp á, mình nướng bắp. Bắp non á. Bắp trái hả? Bắp trái, mình nhai mình bó cho nước một miếng rồi mình đi xuống ok, bó miếng thì mình bắt. Ồ, nhiều lắm. Ha ha. Chưa là không có. Rồi, giục đi. À, anh Chiến đang rải cóm trộn với lại mắm nêm. Đang xuống thằng mình cứ rái có tới một đoạn mồi bắt đầu mình quay lại. Mình chờ xí khoảng 10 15 phút nữa. Mình quay là ra. Bột cóm mà nó đã hòa trong nước rồi các bạn ha. Hòa nước này. Đấy. Đường rất là khó đi. Đấy. Khi khoảng chưa đến 5 phút vãi xuống thì bây giờ cua đã ra ăn rồi đây các bạn thấy này. Đây, cua đó đây. Một em cua rất to. Đang ra ăn cóm. Đây, em cua đang gáp. Gáp. Gáp và đút vào mồm. Rất nhanh nhẹn. Quá ngon. Đây, cho vào mồm. Tao cố gắng lại gần thử. Nó chạy trống. Bây giờ tao phải bắt con cua này. Được rồi các bạn ơi. Nó kẹp. Đây, cua này. Một con cua khá to. Đây là cua đá. Vùng Sâm Ngọc Linh. Đây. Được cho vào bao. Xem. Vậy chúng ta đã đi tiếp. Bắt đầu bắt tiếp. Con này các bạn ơi.
cua. Đây. Ok. Đây một con nữa các bạn ơi. Đơn giản. À, đây một em này, các bạn thấy chưa? Đây một con cua này. Đây, cua đây. Vậy các bạn sẽ bắt hai con luôn. Hai con luôn Tú ơi. Hai con luôn, các bạn ạ. Các bạn thấy cua chưa? Đây. Và đây một em có nữa. Đây là bọn cá. Cá gì đây? Ủa? Hả? Từ từ xuống bắt nữa. Đây anh Chiến đã bắt được chừng nãy các bạn ơi. Nhiều lắm à. Rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ xuống. À, một mũ cua luôn. Bỏ hết trong bao. Bắt bỏ vào đi. Bên này có con cá. Nó lòi cái đuôi ra. Cua rất nhiều. Cái không? Cái. Cái. Ô. Ôi giời. Đây. Đó là thành quả. Đấy, vẫn còn nhiều. Bây giờ mới bắt mới một nửa đoạn thôi. Chúng ta sẽ bắt tiếp. Bây giờ ta sẽ tìm con ốc cua chỗ này đó. Nào có con cua mà. Chạy ra mất tiêu rồi. Chạy ra mất rồi. Ô, một con cua rất to. Lượm lên cái bầu đó. Cắn nhau hả? Cắn nhau, đậu ăn. Chịu mô. Đậu 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 đậu. Rất là vất vả. Được không? Hai con. Một con màu đỏ. Ý. Đầy rồi. Được không? Được không? Nước đục hết. Hết chuỗi. Hết chuỗi chứa rồi các bạn ơi. Có nhiều. Tiếp tục. Ừ, các bạn thấy chưa? Không mắc gì phải tốn công đồ mệt. Ui dạ.
Hết bô rồi. Cắt lanh, không thể em nào thoát được trước anh Chiến. Những cú vồ cua rất là nhanh và chuẩn nữa. Hết đường chạy. Quá chuẩn. Các bạn thấy đấy, cứ nhét nhét vào đi. Hết chỗ rồi, nhặt những con chạy. Đặc điểm của loài cua này, nó chỉ sống ở trên cái những cái khe suối như thế này, khe thấp, nên người ta gọi nó là cua đá. Nơi mà nhiều đá này nó ở ngay đầu hòn nấp đó. Đêm thì mới chui ra ăn. Nếu mà chúng ta dùng cái cóm này, bột cóm này rải ban đêm á, bắt sẽ nhiều hơn, rất nhiều. Vì ban đêm là cái lúc mà con cua đi ăn á. Rất nhanh các bạn ha. Đường đi rất là khó, rất dễ trượt. Nắm gì đây? Nắm gì? Chị Chiến vừa bắt thêm một con nữa. Con nuôi cá. Hả? Chào đồng hồ liên. Này có khi nào có con rùa nào không ta? Có chứ, trước đây có rùa à? Trước đây có rùa. À. Rùa bạn thích cái món này các bạn.
Đây đây. Hả? À à. Ôi giời. Các bạn thấy chưa? Bắt được con cua rất là khó. Phải lăn ô cán. Không lăn là sẽ mất liền. Đây. Thế rớt cái chìa khóa. Ồ yeah. Được không? Không được nữa. Cho vào. Đây, thành quả của chúng ta này. Hết chỗ đựng này phải dùng cái mũ này để đựng. Này là do là không sự không có sự chuẩn bị trước đây. Cua đây các bạn. Chạy một con vào đây. Này to. Ồ, rất to. Yeah, gì nữa. Lăn như anh Chiến với bác được các bạn, nó rất lăn. Cua nó rất phát hiện bởi gió. Mô, ở đây nó chạy xuống. Sao quá thôi. Đây. Hơi nén. Hai con dưới con dưới to. Được không? Lành quá. Đây là thành quả mà hôm nay chúng ta đi săn cua. Chạy. Chạy. Lấy cái gì đại lại. Được chưa, được chưa? Ăn hết không? Chút nữa là con trai chị ấy sẽ đi học rồi. Bởi vì cái đó mà tôi không thể nào lừa những người khác được nữa. Tôi sẽ không.
quạt đứng quạt trong tràng đấy nó lật 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 chạy đây là món cua nướng cua đá nướng từ vùng thủ phủ Sâm Ngọc Linh. Bé ơi, bé, bé ơi, bên đây này. Có rất là nhiều gạch cua đó. Khô quá, nhưng nó hiện ra có thịt.